Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với một tuần mới và rất vui khi được gặp lại anh em trong một tập nữa của podcast DeFi Discussion. Trong tập tuần này thì bọn mình sẽ nói về một cái chủ đề mà thú thật là nó cũng hơi mới lạ với bọn mình và bọn mình cũng đang trong cái giai đoạn là tập tành tìm hiểu thôi. Tuy nhiên là trước khi mà nói về cái chủ đề tuần này thì chúng ta sẽ đón chào một vị khách mời rất là mới lạ đến với DeFi Discussion hôm nay. Hello Brian. Chào Nguyên, thì chào mọi người, mình là Brian. Ok, thì nếu như mà anh em nào mà theo dõi các cái bài viết ở trên Coi68 thời gian gần đây thì sẽ thấy Brian từng đề cập đến một cái từ khóa nó cũng khá là thú vị, đó là cái Delta Neutral. Thì có thể cái Delta Neutral này với nhiều anh em nó cũng nghe nó cũng hơi là lạ, nhưng mà với các anh em nào mà bên thị trường tài chính mà có thâm niên lâu năm ở bên thị trường tài chính truyền thống á, thì chắc là cũng đã nghe đến cái từ khóa này rồi. Bọn mình cũng gọi như là mới biết đến cái từ khóa này thôi, cũng mới tìm hiểu sơ sơ thôi, chứ cũng không dám gọi là múa rìu con mắt thợ. Nếu như mà có cái sai sót gì trong cái buổi trò chuyện hôm nay thì mong là các anh em khi mà có nhiều thông tin về cái vấn đề hôm nay thì có thể chia sẻ với bọn mình ở phía dưới phần comment để chúng ta cùng nhau improve, cải thiện những cái thứ mà mình chưa biết và đang tìm hiểu ha. Thì cũng dài dòng rồi thì chắc là để cho Brian nói sơ sơ qua về cái Delta Neutral này và những gì mà Brian đã nghe qua về cái khái niệm này ha. Thì Delta Neutral đó là một cái phương pháp mà thường được áp dụng bởi các quỹ lớn hoặc là các tay to trong thị trường tài chính nói chung và thị trường crypto nói riêng. Thì cái phương pháp này dùng để đảm bảo cái vị thế danh mục của họ không bị sụt giảm trong lúc mà thị trường không nắm rõ xu hướng. Thì cách sử dụng của nó là họ sẽ mở ra rất là nhiều vị thế khác nhau, đối lập nhau, để đưa chỉ số delta của tổng tài sản của họ trở về bằng không. Thì nhờ vậy họ có thể giữ vững được vị thế và tiếp tục tồn tại lâu dài trong thị trường tài chính. Thì cái tổng bằng không mà Brian đề cập á, thì theo mình biết thì chắc nó cũng liên quan đến một cái khái niệm, đó là delta, đúng không? Thì cái delta này trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là các cái option á, thì các cái quyền chọn á, thì nó là như thế nào? Tại vì nếu mà nói về cái tổng bằng không thì có khi nhiều bạn cũng đang chưa hình dung được là cái gì nó sẽ tổng bằng không á. Thì chắc là nhờ Brian lý giải về cái vấn đề này ha. Theo một cái hiểu đơn giản á, thì chỉ số delta là cái chỉ số được sử dụng trong ngành tài chính để đo lường cái độ nhạy cảm của giá tài sản phái sinh so với giá tài sản cơ sở của nó. Thì ví dụ đơn giản nhất là cái Binance Future và Binance Spot. Thì Binance Future dùng cái paper to contract và có chỉ số delta bằng 1. Thì mỗi lần Binance Spot nó tăng 1 đô thì Binance Future cũng tăng 1 đô. Và cũng ngược lại, còn đối với tổng chỉ số delta của danh mục bằng 0 á, thì mình có thể hiểu là cái quyền chọn bán hoặc là short bên Future thì luôn có delta là -1 cho đến 0. Và các lệnh mua Spot hoặc là các lệnh long bên Future thì luôn có delta từ 0 cho đến 1. Thì đối với tài sản cơ bản trong crypto, thường là các top coin như Bitcoin, Ethereum thì luôn có delta bằng 1 nếu là vị thế mua, và có delta bằng -1 nếu vị thế là bán. Thì đối với các tài sản như vậy thì các nhà đầu tư như tụi mình thì có thể kết hợp mua và bán giữa hai lệnh để tạo ra cái hiệu quả là delta bằng 0 để bảo toàn cho danh mục đầu tư của mình. Tức là tổng các cái delta ở trong các cái chiến lược thì nó sẽ bằng 0 để khi mà thị trường nó có tăng hoặc là nó giảm thì cái chiến lược đó nó vẫn không bị quá ảnh hưởng, đúng không? Chắc là để Brian đưa ra một vài cái nhận định cá nhân tại sao cái Delta Neutral này nó đang khá là phổ biến thời gian gần đây. Với các cái kênh, các cái cộng đồng ở bên nước ngoài, đặc biệt là trên Twitter, thì mình thấy cái từ khóa này xuất hiện cũng khá là dày đặc. Thì không biết là Brian nghĩ là vì sao cái Delta Neutral này nó đang được phổ biến thời gian gần đây ấy? Theo mình á, cái phương pháp quản lý danh mục đầu tư theo chiến lược Delta Neutral như thế này thì vốn là rất nổi tiếng trong thị trường truyền thống rồi. Bởi vì hầu hết tất cả các quỹ lớn
hoặc những người có tổ chức lớn á, nó sẽ áp dụng cái phương pháp quản lý này để bảo toàn danh mục của họ trong những lúc thị trường bất định và chuyển biến xấu như hiện tại. Thì còn đối với thị trường crypto á, đặc biệt thì cái cộng đồng mà nhà đầu tư bên thị trường crypto thường là rất là nhỏ, lẻ và trẻ, nên việc hiểu và áp dụng cái phương pháp quản lý này thì thường rất là ít người biết được đến. Nhưng mà khi thấy danh mục của họ càng ngày càng giảm và cái thị trường ngày càng chuyển biến xấu, thì thường cái những điều như vậy họ sẽ tìm cách, và data neutral sẽ như một cái giải pháp tạm thời và tương đối phù hợp với họ hiện tại bây giờ. Thì bản thân mình nghĩ rằng á, thì với cái phương pháp này thì người đầu tư có thể bảo hiểm được cái vị thế của họ và có thể gia tăng lượng tài sản theo thời gian. Nhờ vậy, cái keyword data neutral càng ngày càng trở nên phổ biến đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ như hiện tại. Tức là thị trường hiện tại nó đang biến động rất là mạnh đúng không? Thì người ta cũng không thể biết được là đoạn đường phía trước là thị trường sẽ bull hay là thị trường sẽ cắm đầu lao dốc. Từ góc nhìn của mình đi, thì cái ý mà Brian nói là thị trường nó đang biến động thì đúng là như vậy. Thì khá là khó để dự đoán là đoạn đường phía trước thị trường nó sẽ diễn biến như thế nào, cho nên là những cái phương pháp neutral nó mang tính trung tính như thế này á, thì nó sẽ phù hợp ở trong cái giai đoạn mà biến động như thế này. Tuy nhiên là cái ý biến động bao nhiêu á, và cái rủi ro nó là như thế nào thì chắc là bọn mình sẽ đề cập ở trong phần sau. Tại vì đôi khi là sợ là mọi người hiểu nhầm đó là cái delta neutral này nó sẽ hoàn toàn gọi là an toàn trong cái thời điểm hiện tại, thì cái đó thì chưa chính xác, thì có thể mình sẽ discuss sau phía sau. Còn với riêng cái thị trường DeFi đi, một cái lý do mà mình nghĩ là delta neutral nó bắt đầu nó phổ biến là vì dạo gần đây các cái sàn phái sinh ở trên DeFi nó bắt đầu nó có những cái bước phát triển nó gây chú ý nhiều hơn. Ví dụ như chúng ta thấy là mới gần đây thì có một cái sàn là GMX đúng không, là họ đã lên cái dự án của họ thì vừa được launch trên Binance và FTX, rồi rất là nhiều các cái sản phẩm option, rồi các cái sàn giao dịch option ở trên Optimism và Arbitrum, đặc biệt là hai cái platform này thì rất là nhiều các cái giải pháp option. Rồi trước đó thì ở rất nhiều các cái hệ sinh thái chứ không riêng gì quanh Ethereum thì họ cũng có nhiều cái sản phẩm nó gọi là cái DeFi option vaults, tức là những cái chiến lược để người dùng có thể vừa DCA thêm token trong cái mùa downtrend mà vừa gọi là bảo đảm cho cái vị thế của mình, nó có những cái bảo hiểm cơ bản cho cái vị thế của mình. Chung quy lại thì cái ý mình muốn nói là có thể DeFi thời gian gần đây nó sẽ cần những cái viên gạch ở phía dưới, rồi sau đó nó mới sẽ phát sinh những cái nhu cầu, những cái thứ mà có thể build đè lên trên. Thì cái delta neutral này nó cũng là một cái hệ quả thôi. Tại vì về cơ bản nếu như mà ở dưới nó không có cái sản phẩm phái sinh, không có cái sàn phái sinh nào nó hỗ trợ cái việc đó, thì người ta sẽ không thể xây được những cái strategy đè lên trên đúng không? Thì có thể đây là một cái bước mà bước phát triển tiếp theo với cái mạng DeFi này. Thì không những về DeFi như vậy, thì các sản phẩm quyền chọn trong crypto hiện tại thì cũng đã có từ lâu, từ trên các sàn SEC rồi. Và hiện dạo gần đây thì Binance nó cũng loan lên một cái quyền chọn cái để hỗ trợ người dùng trong thị trường như vậy. Thì cái quyền chọn như này thì nó sẽ cũng là một cái dạng mà delta neutral luôn. Và cái phương pháp này thì nó cơ bản cần rất là nhiều kiến thức và kiến thức chuyên môn, tính độ nhạy của thị trường của mình phải cao lên một tí để mình giới hạn được và kiếm được lợi nhuận từ trong cái quyền chọn như thế này. Thì đó là những gì mà mình thấy hiện tại. Nên như vậy thì người ta sẽ bắt đầu tập trung vào cái từ khóa là delta neutral nhiều hơn. Vậy thì ngoài những cái thứ mà bọn mình đã chia sẻ vừa rồi thì Brian có cái gọi là cái chú ý gì đến những cái ứng dụng đang ứng dụng cái này không? Hay là hoặc là một cái chiến lược cá nhân gì đó mà mỗi người có thể thực hiện riêng cho mình mà không cần qua một cái bên trung gian nào đó? Kỳ thật á, để áp dụng cái phương pháp delta neutral vào thị trường crypto á thì cực kỳ dễ dàng, bởi vì hầu hết các trên thị trường crypto có rất là nhiều cái sản phẩm yêu cầu người dùng phải khóa một lượng lớn tài sản của mình lại để nhận lấy các phần thưởng của mình. Thì cái điều mà mình khóa cái lượng tài sản của mình lại thì mình sẽ không có tác động được tới cái lượng tài sản đó, mà giá trị của tài sản nó sẽ biến động theo thời gian. Thì
Nên vì vậy mình sẽ lợi dụng cái delta neutral để mình lại khóa cái giá trị nó lại để đảm bảo danh mục của mình không bị biến động theo thời gian. Và tổng cái lợi nhuận của mình sẽ dựa trên cái earning reward khi mà mình stacking và lock cái lượng tài sản đó lại. Thì đây là một cái phương pháp để vừa bảo hiểm danh mục của bạn vừa kiếm được lợi nhuận của bạn. Tức là bây giờ ví dụ như như mình mua token, mình stake vào IDO là một cái vị thế long đúng không? Tức là long cái đồng mà mình đã stake vào, nhưng mà khi mà mình nhận cái reward thì mình sẽ phải hedge nó lại, tức là mình sẽ phải bán nó ra hoặc là mình short nó lại để nó cân bằng lại cái vị thế long mà mình đã stake IDO. Tuy nhiên là mình nghĩ là sẽ có một vài cái thực ra là kể cả trong tài chính truyền thống, khi mà mình tìm hiểu thì mình thấy là nhà đầu tư cá nhân thì họ rất là khó để duy trì được cái trạng thái delta neutral này liên tục. Cơ bản như cái IDO này á, thì cũng không biết được là liệu cái token mà được thưởng IDO mà mình bán ra thì nó có thể cân bằng lại được cái lượng hao hụt token mà mình đã stake vào IDO á. Song song với cái giải pháp liên quan đến cái IDO mà Brian nói thì mình cũng muốn chia sẻ thêm một cái DApp mà mình cũng để ý thời gian gần đây, đó là cái Opin. Thì có thể là anh em sẽ nên sử dụng những cái ứng dụng này nó một cách đa dạng hóa hơn, tức là không nên own in quá vào các cái sản phẩm hoặc là một cái chiến lược nào đó. Thì ok, back lại với lại Opin đi, thì mình cũng thắc mắc và tìm hiểu thì họ cũng có một cái strategy là cái crab strategy á. Tức là crab là ấn cua á, thì nó ứng dụng trong cái thị trường đi ngang. Thì với cái Opin này á, là họ sẽ mua Ethereum và họ sẽ short cái Sweet ETH. Thì cái Sweet ETH là một cái sản phẩm song song trong cái hệ sinh thái của họ. Thì cái Sweet này nó là hiệu nôm na nó là một cái dạng phái sinh mà sẽ có cái độ biến động là mũ 2 so với cái lượng Ethereum gốc đó. Thì ví dụ như Ethereum mà tăng giá 2 lần đi thì cái Sweet này nó sẽ tăng giá khoảng 4 lần đó, tức là nó mũ 2 lên vậy, kiểu như vậy. Thì cái chiến lược của họ là họ sẽ mua Ethereum và họ sẽ short cái Sweet này để họ ăn được cái funding rate từ cái Sweet đó. Thì khi mà cái funding rate này á, nó sẽ được cộng dồn vô trong cái chiến lược đó và nó là một cái nguồn doanh thu, nó là real yield, tất nhiên là nó là real yield bởi vì nó là cái nguồn tiền từ cái hoạt động phái sinh ở trong cái sản phẩm của họ, và nó là tiền tươi thóc thạch chứ không phải là đâu đó kiểu hứa hẹn. Thì là cái phần trăm đó được trả liên tục và trả gọi là từ cái hoạt động giao dịch phái sinh của họ. Ok, back lại cái chiến thuật là crab strategy, thì khi mà mọi người cứ đép tiền vào trong cái pool này thì họ sẽ có quản lý cho mọi người. Ví dụ như khi mà Ethereum nó xuống đi thì họ sẽ mua thêm Ethereum cho mình. Về cơ bản cái chiến lược đó sẽ accumulate thêm Ethereum. Còn khi mà Ethereum nó lên giá thì cái strat đó nó sẽ tự cân bằng cái vị thế ở trong cái pool đó. Và về cơ bản thì khi mà thị trường lên thì mọi người sẽ hưởng được cái lợi từ giá Ethereum tăng khi mà họ đép vào. Còn khi mà thị trường giảm thì họ sẽ được tăng thêm cái lượng Ethereum. Và về xét theo USD á, xét theo giá đô thì vẫn sẽ có những cái mức tăng trưởng. Đó là cái lợi ích của cái việc là có một cái chiến lược delta neutral như vậy. Cái chiến lược này nó là một phần trong cái câu chuyện real yield mà rất là nhiều người đã nói thời gian gần đây. Thôi thì chắc là trong phạm vi của cái podcast này thì mình sẽ không bàn quá sâu đến câu chuyện là như thế nào là real yield, nhưng mà thì đó là một trong những cái sản phẩm mình thấy cũng khá đáng chú ý và anh em có thể đép tiền vào đó. Đép một ít thôi cũng được để thử xem là tìm hiểu xem là cái cách sản phẩm này nó vận hành như thế nào. Cũng có cơ hội nhận airdrop. Opin là một cái sản phẩm mà đã ra từ rất lâu rồi. Và Opin cũng được một cái quỹ rất là lớn là Paradigm. Thì họ cũng support, hỗ trợ build rất nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là giống có chia sẻ đầu podcast á, thì vì cái lý do là có thể là do cái hạ tầng của DeFi nó chưa đủ vững chắc và nó chưa đủ nhiều cái thành tố, cho nên là các cái sản phẩm liên quan đến chiến lược này thì nó không quá phổ biến. Thì có thể nó sẽ cần những cái thời gian chín mùi hơn để nó phát triển trong thời gian tới. Mình nghĩ là nó cũng sẽ tự tựa với cái DeFi option vào mà bọn mình đã từng đề cập đâu đó ở trong một tập liên quan đến các cái sản phẩm phái sinh ở trong DeFi discussion rồi. Thì thì maybe là anh em có thể, nếu mà quan tâm với cái topic này thì có thể tìm lại cái chủ đề đó và nghe lại ở trong một tập
trước đây của DeFi Discussion. Rồi thì sẵn mà Brian có nói đến cái việc là mình cũng có cái rủi ro á, tức là cái sản phẩm đó mình cũng phải quản lý đồ này nọ, thì Brian có cái quan sát nào về rủi ro mà người dùng có thể đối mặt nếu như mà sử dụng các cái sản phẩm mà nó ứng dụng cái Delta Neutral này hay không? Nếu mà các sản phẩm DeFi thì có cái rủi ro DeFi như trước đã đề cập tới. Còn nếu mà áp dụng Delta Neutral vào để quản lý danh mục của mình á, thì cái đầu tiên mình phải biết rằng Delta Neutral cái biên độ lợi nhuận nó sẽ hẹp hơn, là một phần rủi ro trong lợi nhuận. Biên độ lợi nhuận nó sẽ hẹp hơn mà mình chỉ việc đầu tư và nó tăng trưởng. Độ nhạy thị trường mình phải cao, là nếu mình không cao thì mình sẽ bỏ lỡ những nhiều cơ hội lắm. Đầu tiên là tốn thời gian để hiệu chỉnh nữa, là cái rủi ro đầu tiên mà mình không hiệu chỉnh thì có thể cái option mình dùng Delta Neutral và cái việc quản lý option cũng sẽ mang lại lỗ cho mình chứ không hẳn là không. Tức là với những người dùng mà cá nhân thì không thể nào mà liên tục quản lý cái vị thế của mình. Đúng rồi, thì sẽ cần phải thông qua một bên nào đó họ quản lý cho mình, đúng không? Thì đúng rồi, thì họ sẽ có thể có bot, có strategy sẵn rồi thì nó sẽ tự nó hiệu chỉnh liên tục. Nhưng mà nếu như mà đã xài những cái sản phẩm đó thì tất nhiên là sẽ có những cái rủi ro liên quan đến kỹ thuật rồi, bảo mật rồi các thứ. Thì mình cũng muốn bổ sung một ý thôi, đó là cái bất cứ cái chiến lược nào nó cũng sẽ có những cái phạm vi profit và những cái phạm vi thua lỗ. Giống như nãy Brian có chia sẻ thì cái này khi mà trước khi đép tiền vào một cái strategy nào đó, một cái chiến lược nào đó, thì anh em cần chắc chắn thì không cần phải đọc sâu đến code là để biết là chắc chắn là nó sẽ đép tiền như thế nào, nó mua cái gì, nó bán cái gì. Tại vì ít người mà xài mà có thể đọc sâu xuống cái code đó được. Bản thân mình thì khi mà mình đọc mấy cái đó thì mình thú thật là mình cũng không hiểu đâu. Nhưng mà ít nhất á, là mọi người cần phải đọc cái strategy ở trên đó, là mình phải hiểu được là cái strategy đó họ làm cái gì và cái phạm vi như thế nào là sẽ có profit và cái phạm vi như thế nào là sẽ bị thua lỗ. Đó là cái mà cần chú ý khi mà tham gia cái strategy này, bởi vì cái strategy này nó thực sự là nó rất là rối với nhiều người, và bản thân tụi mình cũng đang gọi là tìm hiểu thôi. Mình nghĩ là cái số này nó cũng sẽ không phải là chia sẻ kiến thức gì đâu ha, tức là nó cũng là một cái gọi là cái tập để bọn mình ngồi gọi là thảo luận lại những cái thứ mà bọn mình đã tìm hiểu được với nhau. Hy vọng là cái tập hôm nay thì nó sẽ có những cái gợi mở nó nhẹ nhàng thôi, chứ nó cũng không mang yếu tố là truyền tải kiến thức hay là hệ thống gì cả. Rồi thì chắc là câu hỏi cuối cùng dành cho Brian đi, đó là nếu như mà có một cái điều gì đó mà Brian muốn tìm hiểu về cái Delta Neutral này, tức là một cái điều gì đó mà mình biết là mình chưa biết đó, và mình muốn tìm hiểu sâu về cái đó, thì với Brian đó là cái gì? Với mình á, thì cái Delta Neutral là một chiến lược rất tốt, nhưng mà để áp dụng mà chuyên sâu thì mình cần một cái thuật toán để mình có tăng trưởng lợi nhuận đều đặn trong tương lai. Thì cái đó là cái vấn đề mà mình đang tìm hiểu dạo gần đây. Thì cái để mình ứng dụng cái thực chất là mình ứng dụng thẳng quyền chọn của mình vô cái chiến lược về quyền chọn luôn, để tăng trưởng lợi nhuận trong danh mục đầu tư của mình trong tương lai. Thì cái đó là cái khía cạnh mà mình đang tìm hiểu tới. Tức là Brian muốn tìm hiểu sâu vào cái khía cạnh là công thức và hiểu được là cái từng cái con số phần trăm nhỏ nhỏ đó thì nó sẽ có tác động. Thì ví dụ như là mình có thể thử thay đổi một vài cái hệ số mà mình thấy được cái sự thay đổi, thì mình sẽ hiểu nó sâu hơn và mình nâng cao cái khả năng ứng dụng của nó vào trong cái chiến lược của mình, đúng không? Mình thấy đây là một cái chiến lược khá là hay, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà thị trường nó đang đi ngang. Có người gọi đây là cái bear market, có người gọi đây là cái horse market rồi. thì mình nghĩ nó là một cái chiến lược phù hợp ở thời điểm này, bởi vì như bọn mình chia sẻ ở đầu podcast thì với những cái đặc tính của Delta Neutral thì nó sẽ phù hợp với nhiều anh em đang tham gia ở cái giai đoạn này. Tuy nhiên thì bọn mình cũng muốn nhấn mạnh luôn, đó là cái này nó sẽ có rủi ro, và mỗi cá nhân khi mà tham gia bất cứ sản phẩm nào, kể cả DeFi option vault, kể cả các cái strategy về cân bằng
Delta thì sẽ phải theo dõi rất là kỹ và tìm hiểu từng cái chi tiết kỹ thuật trước khi mà mình thử. Và tất nhiên là đừng quên là sẽ nên diversify nó ra, phân bổ cái rủi ro nó ra, để cho nếu như mà có sai thì chúng ta không sai quá lớn. Thì yeah, đó là tổng kết của cái tập Delta Neutral tuần này, và một cái chủ đề mà bọn mình nghĩ là khá là khoai đó, khá là khó, nhưng mà hy vọng là sẽ mang lại những cái góc nhìn thú vị cho anh em trong DeFi Discussion tuần này. Và chắc là mình sẽ để cho Brian gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast hôm nay ha. Chào mọi người đã đến với buổi podcast ngày hôm nay. Mình rất vui đã được Nguyên mời lên tham dự vào buổi nói chuyện đầy thú vị và đầy kiến thức như thế này. Yeah, ok. Rồi, cảm ơn Brian một lần nữa đã dành thời gian đến với DeFi Discussion, và hẹn gặp lại anh em trong một tuần mới với những topic thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha.